À, xin chào tất cả các bạn mình là trọng mình đến từ kênh channel crypto index đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là uh, cách trải nghiệm uh, uh, săn idrop là trên dự án uh, Boni hera nhé uh, săn Boni hera và uh, cũng tiện thể, thể săn cả idrop ở ở zero và có down luôn thì cái này uh, cái tiếp này mình săn 3 trong một nhé các bạn nhé thì cái dự án uh, Boni hera nó đang cho uh, uh, bạn cái min Nft của co và uh, cầu uh, nó sang một cái chain bất kỳ khác thì về cái công nghệ này thì do cái nail zero nó hỗ trợ nhé các bạn nhá thì uh, nó liên quan đến cả ba dự án luôn ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhá thì uh, ở trên cái twitter của mình ấy, thì mình có đăng một bài hướng dẫn uh, về cái dự án này thì mình sẽ làm theo cái, cái uh, bài hướng dẫn ở twitter này của mình nhá ok thì bạn đầu tiên thì cần đây mình săn ai drop body ra co và zero thì đầu tiên bạn sẽ thêm cái mạng của uh, uh, co down vào ví nha các bạn nhé sau đó bạn phải có cần một ít uh, khoảng 0,6 co ở trên cái ví uh, meta max của bạn trên uh, mạng lưới co nhé thì bạn có thể là Uh, mua và rút về tại các sàn như Bybit hoặc OKX rút về ví nhé. Đấy. OK, thì uh, um, uh, các bạn cái, cái bước uh, uh, rút về ví thì các bạn tự làm nhé, thì mình không hướng dẫn cái bước này. Đấy. Uh, và ở trên cái uh, kênh uh, Crypto Honic Channel của chúng mình uh, thì mình có đã, đã đăng bài hướng dẫn này nhé, thì các bạn có thể uh, thực hiện theo hướng dẫn từ uh, Twitter của mình hoặc uh, từ uh, kênh uh, Crypto Honic Channel của chúng mình nhé. Đây, ví dụ mình uh, sẽ có uh, copy cái link uh, về, 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 uh, của Codown uh, về cái mạng của họ ấy, thì mình sẽ biết vào cái trình duyệt của mình. Đây thì uh, và sau đó bạn kết nối về ví MetaMask của mình nhá, thì mình đã kết nối rồi. Sau đó bạn sẽ ấn add này, add to MetaMask. Thì bạn ấn phê duyệt này, xong chuyển này, đấy thì nó cái uh, mạng mạng Codown nó ở trong ví MetaMask của mình nhé, Mình thì có thể ấn MetaMask mình kiểm tra ở đây. À, con blockchain mainnet này này thì mình đang có 0.7 con mình đã chuyển uh, từ sàn OKX uh, vào cái ví này của mình nhá. OK uh, tiếp theo mà bạn vào cái ninh uh, dưới phần mô tả video để bạn uh, min cái NFT uh, uh, của co đây nhá. Đây mainnet alpha của co đây nó hình màu cam này nhá. Đấy. Thì uh, cái ninh uh, cái ninh ở trong này thì mình đã để đây. Nến uh, uh, để mình uh, focus của cái NFT sau đó cái ninh gà xe để mình hoàn thành sau thì mình sẽ cờ em cần em cái điểm bon nhé đấy. đây thì uh, đây là cái ninh gà xe khi mình hoàn thành mình sẽ cần niêm về điểm bon thì uh, ở đây nó có uh, có bốn cái nhiệm vụ tuần mới thì trong đó có cái nhiệm vụ của uh, co đây này uh, co đao mini ft xong là uh, bridge uh, cốt ấy này uh, bridge cái, cái FT này sang một chain khác bất kỳ nhá chain nào cũng được nhá uh, ok thì đầu tiên mình sẽ min cái NFT này đây mình kích vào cái ft à, đây mình sẽ hiện uh, nó hiện chữ request thì mình sẽ ấn chữ request để mình uh, uh, cờ nam nhé. bạn đợi để, okay, một tí trên bốc up trên bí meta mắc xong bạn xác nhận này yeah. thì bạn đợi một tí để nó cờ nam được uh, quá trình cờ nam và uh, đang tiến hành nhé Ok, uh, như vậy là cần em xong này. Xong đến bước thứ hai uh, là mình sẽ dùng cái cầu mình sẽ uh, uh, bridge code chain, uh, sang cái mạng khác. Thì từ mạng có sang một cái mạng khác. Ok, thì mình uh, nhấn vào bridge code chain này xong mình ấn confirm inbox này, xong mình ấn next này. Ok, sau đây ở đây mình bạn có thể chọn một mạng bất kỳ nhá. Thì uh, bạn có thể chuyển sang một mạng bất kỳ đây, mình uh, sẽ chuyển sang một mạng testnet cho nó rẻ À, thì trên cái mạng testnet đó thì các bạn cũng phải có cái uh, có cái uh, token uh, để làm phí trên cái mạng đó nhá nhấn này thì ở đây mình sẽ chọn là mạng uh, obbnb một cái mạng test mới của uh, họ nhá và mình ấn approve thì cái nhiệm vụ này nó bảo uh, bạn code uh, trên cái nft sang một cái mạng bất kỳ mạng nào cũng được thì trong đó có cả mạng uh, testnet nha các bạn nhá Ok thì mình áp vào đô để cho nó đợi nó một, một tí Ok xong đến bước thứ hai là ở bước transfer Bước transfer thì bạn cũng xác nhận trên ví và phản chọn một khoản là phí nhá. Ok à Đây 0.05 này à, Ở bước này mình sẽ đợi cho nó Chạy full cái dòng đây là 15 trên 15 thì mình sẽ cần em được ở trên à, một ở cái trên à, đến của họ nhé ok sau đó bạn sẽ khi mà nó à, thực hiện xong bạn có cái chữ cân em này sáng bạn sẽ ấn vào cân em này em xong là bạn ấn à, chuyển mạng nhé Chuyển sang cái mạng đích của mình ấy. thì mình ở à, trên cái mạng đích của mình là cái mạng OB bnb thì mình phải có cái ví phí ở trên đó nhé thì cái video trước mình cũng đã, đã hướng dẫn các bạn uh, test cái obnbnb thì bạn chuyển sang cái mạng mà uh, uh, binance smart chain test sang mạng Obnb thì bạn sẽ có phí ok uh, vậy như mình đã hoàn thành nhá đây thì nó đã uh, nói có uh, tật này thì mình đã hoàn thành rồi nhá uh, thì cái công nghệ của nó là có công nghệ sử dụng công nghệ của Nail zero nhé các bạn nhé công nghệ của uh, Uh, bodyheda zkbridge này thì nó sử dụng công nghệ của layer Zero đây. đây đây nó sử dụng công nghệ của layer 0 ok thì mình uh, uh, trải nghiệm cái dự án này thì có thể vừa săn uh, uh, iDrop của bodyheda zkbridge này vừa săn uh, iDrop của layer Zero nhé các bạn nhé ok mình đã hướng dẫn xong cái uh, uh, nhiệm vụ của, uh, mới của cái uh, bodyheda Uh, các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một subscribe nhé. Uh, các bạn nhớ follow cái twitter của mình thì mình cũng sẽ cập nhật những cái bài đăng mới nhất lên đây uh, cho các bạn bài hướng dẫn mới nhất lên đây và các bạn cũng nhớ uh, join cái kênh uh, telegram crypto honic channel và uh, crypto uh, group của chúng mình nhé. Thì mình có những bài hướng dẫn mình sẽ đăng lên đây. Uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.